Hi guys, welcome to our channel. Here we are again to learn the communication unit for My Neighborhood. In this video, we are going to focus on asking for and giving directions. Bài hôm nay của chúng ta sẽ là phần communication trong phần unit 4, chủ đề là My Neighborhood. Okay? Và trong phần communication thì chúng ta sẽ tập trung về việc hỏi và chỉ dẫn đường. Okay? Are you ready? Let's get started. Activity 1. 1. Listen and read the conversations. 1. Listen and read the conversation. Là chúng ta sẽ nghe và chúng ta sẽ đọc. Nghe và đọc các đoạn hội thoại. Now, listen. Unit 4. My Neighborhood. Page 43. Communication. Everyday English. Asking for and giving directions. Activity 1. Listen and read the conversations. Excuse me, could you tell me the way to the cinema, please? Go along this street. It's on your left. Excuse me, where's the nearest post office, please? Go out the station. Take the first turning on the right. Okay. Excuse me, could you tell me the way to the cinema, please? Là xin lỗi, bạn có thể chỉ mình con đường mà đến cái rạp chiếu phim được không? Bạn Bi sẽ trả lời sao? Go along this street, it's on your left. Bạn đi dọc cái con đường này và nó ở phía bên tay trái của bạn. Hoặc là mình có thể hỏi đường sao nhỉ? Excuse me, where's nearest post office, please? Okay. Excuse me, where's the nearest post office, please? Là xin lỗi, cái bưu điện gần nhất là ở đâu vậy? Thì bạn Vi sẽ trả lời sao? Get out of this station. Take the first turning on the right. Bạn ra khỏi nhà ga và bạn rẽ phải ở cái ngã đầu tiên, ok? Bây giờ các bạn lưu ý nè, các bạn lưu ý cái câu hỏi như là Could you tell me the way? Could you tell me the way to? Where is the nearest? Đây là những câu hỏi khi mà mình muốn hỏi đường thì mình sẽ hỏi như sao? Could you tell me the way to? Một cái địa điểm nào? Could you tell me to the cinema, please? Bạn có thể chỉ cho mình con đường đến có rạp chiếu phim không? Hay là Could you tell me the way to the zoo, please? Bạn có thể chỉ cho mình con đường đến sở thú hay không? Hay là where's the nearest post office? Cái bưu điện gần nhất thì ở đâu? Hay là where's the nearest bookstore, please? Là cái nhà sách gần nhất là ở đâu? Nhà sách gần nhất là ở đâu? Ok. Và bạn B là bạn sẽ chỉ dẫn đường. Go along street is on your left. Bạn đi thẳng con đường này, bạn đi dọc con đường này và nó ở phía bên tay trái của bạn. Ok. Go along the street and it's on your left. Okay. Go out of the station and take the first turning on the right. Chúng ta có những câu hỏi như thế nào nữa nhỉ? Ví dụ như là Excuse me, could you tell me how to get to the bus station, please? Excuse me, how do I get to the U, please? Do you know where the bookstore is? Is there the post office near here? Or is there the post office nearby? Okay. Do you know the way to the market? Excuse me, do you know the way to the market? Đó, mình sẽ có những cái cách hỏi như vậy nhé. Okay. Bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo nè. 2. Work in pairs. Make similar conversations to ask for and give directions to places near your school. 2. Work in pairs. Là chúng ta sẽ làm việc theo cặp. Make similar conversations to ask for and give directions to places near your school. Là làm sao? Là chúng ta sẽ làm việc theo cặp và sau đó chúng ta sẽ làm những cái cuộc đối thoại tương tự để hỏi và chỉ đường đến những cái nơi gần trường học của bạn. Okay. For example, excuse me, could you tell me the way to the swimming pool, please? Thì có nghĩa là sao? Là xin lỗi, bạn có thể chỉ cho mình con đường đến cái hồ bơi được không? Thì bạn B sẽ hướng dẫn chỉ đường như thế nào nhỉ? Go straight along this street.
Then take the first turning on the right into Dunker Street. Keep going straight, and you will see it next to the grocery store on your right. Okay? Tức là sao? Bạn đi thẳng dọc con đường này. Sau đó thì bạn sẽ rẽ phải ở cái ngã rẽ đầu tiên trên đường đồng khởi, ok, và bạn tiếp tục đi thẳng. Sau đó bạn sẽ thấy nó kế bên cái tiệm tạp hóa ở phía bên tay phải. Ok, now the next one, chúng ta qua phần tiếp theo nhé. An audio guide to a place. 3. Nick is listening to an audio guide to Hoi An. Listen and fill the blanks. Nick is listening to an audio guide to Hoi An. Listen and fill the blanks. Bạn Nick thì đang nghe một cái bài hướng dẫn đến Hoi An. Nghe và điền vào chỗ trống nhé. Now listen. Unit 4. My neighborhood. Page 43. Communication. Activity 3. Nick is listening to an audio guide to Hoi An. Listen and fill the blanks. City tours. Let's start our tour in Hoi An. We are in Tran Phu Street now. First, go to Ong Pagoda. To get there, go straight along the street for 5 minutes. It's on your left. Next, go to the Museum of Sakhwen Culture. Take the second turning on your left. Turn right and it's on your right. Finally, go to Huan Yap Workshop to buy some presents. Turn left and then right. It's next to Tan Ki House. Okay, now, let's see. City tours là chuyến tham quan thành phố nhé. Let's start our tour in Hội An là hãy bắt đầu chuyến tham quan của chúng ta ở Hội An. We are in Trần Phú Street now. Bây giờ chúng ta thì đang ở đường Trần Phú. First, go to Ong Pagoda. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến chùa Ong. To get there, go straight along the street for 5 minutes. Để đến đó thì chúng ta sẽ đi thẳng dọc cái con đường khoảng chúng ta sẽ đi thẳng dọc con đường khoảng dọc con đường này khoảng 5 phút. It's on your left. Nó thì ở phía bên tay trái của bạn. Next, go to the Museum of Sakhwen Culture. Tiếp đến là chúng ta sẽ đến Bảo tàng Văn hóa Sakhwen. Take the second turning on the left. Chúng ta sẽ rẽ trái ở cái ngã rẽ thứ hai. Turn right and it's on your right. Sau đó thì sao? Sẽ rẽ phải và nó ở phía bên tay phải của bạn. Finally, go to Hòa Nhập Workshop to buy some presents. Và cuối cùng thì đến xưởng Hòa Nhập để mua một số quà. Turn left and then right. Rẽ trái rồi sau đó phải. It's next to Tunky House. Và tiếp đến là nó thì ở kế, ok, it's next to Tunky House. Nó thì ở kế nhà Tunky. Ok, we had new words. Chúng ta sẽ có gì đây? We had Ong Pagoda, tức là gì? Chùa Ong nhé. Go straight along. Ta có gì? Go straight along. Là đi thẳng dọc, ok, đi thẳng con đường này. Go straight along. The street for 5 minutes. It's on your left. Nó ở phía bên tay trái. Tiếp theo ta có từ gì nhỉ? Museum. Museum. Museum là nhà bảo tàng hay là viện bảo tàng nhé. Tiếp theo ta có gì? Culture. Là văn hóa. The Museum of Sakhwen. The Museum of Sakhwen Culture. Là gì? Bảo tàng. Văn hóa Sakhwen, bảo tàng văn hóa Sakhwen. Tiếp theo ta có gì? Take the second, okay? Take the second turning on the left. Take the second turning on the left. Tới cái ngã thứ hai thì rẽ trái, hay là tới cái ngã thứ hai thì rẽ trái, hay là mình có thể nói như sao? Rẽ trái ở cái ngã thứ hai, okay? Turn right là rẽ phải, okay?
rẽ phải, and it's on your right. Và nó thì ở phía bên tay phải của bạn. Finally, go to Hòa Nhập. Workshop, ta có gì? Workshop là xưởng đúng không? Workshop, workshop là xưởng nhé. To buy some present, okay? To buy some present là quà. Tiếp theo ta có gì? Turn left là rẽ trái, okay? Then right, rẽ trái, xong rồi sang phải, okay? It's next to Tân Kỳ House. Và nó thì ở kế bên nhà Tân Kỳ, okay? Các bạn xem rồi viết vào vở nhé. You have 2 minutes. Bạn có 2 phút để viết nhé. Okay, the next one. Vậy bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo nhé. 4. Look at the map below and create an audio guide for District 1 of Ho Chi Minh City. 4. Look at the map below and create an audio guide for District 1 of Ho Chi Minh City. Là nhìn vào cái bản đồ bên dưới và hãy làm một cái bài hướng dẫn cho cái quận 1 ở thành phố Hồ Chí Minh. Remember to là hãy lưu ý. Remember là lưu ý. Give directions to at least 3 different places. Tức là lưu ý là mình sẽ đưa ra chỉ dẫn đường ít nhất là 3 địa điểm khác nhau. Okay. Use first, then after that, and finally to link your direction. Và chúng ta sử dụng những cái từ như là first, then, after that và finally để kết nối các chỉ dẫn lại với nhau. Let's start our tour in Ho Chi Minh City. Hãy bắt đầu với cuộc tham quan của chúng ta tại thành phố Hồ Chí Minh. We are in Hai Bà Trưng Street now. Bây giờ thì chúng ta đang ở đường Hai Bà Trưng. First, rồi go. Bây giờ mình ở đâu nha? Như đây là mình đang ở đây đúng không? Here, you are here. Here you are. Okay, here you are. Bây giờ mình sẽ đi Sài Gòn Natural Jam Cathedral. Rồi sau đó mình sẽ đi Thống Nhất Palace. Rồi tới Sài Gòn Opera House. Okay, mình sẽ đi theo dọc con đường này. Đó, mình đi qua đường Hai Bà Trưng, sau đó mình rẽ phải ở cái ngã rẽ thứ hai. Xong đó rồi mình đi thẳng đường Nguyễn Du. Rồi như vậy là cái nhà thờ Đức Bà thì nó sẽ ở gì? Ở phía bên tay phải của mình nhé. Như vậy thì mình sẽ nói làm sao? Let's start our tour in Ho Chi Minh City. We are in Hai Bà Trưng Street now. First, go to Saigon Natural Dam Cathedral. Trước hết là chúng ta sẽ đến nhà thờ Đức Bà trước nhé. To get there, go straight along Hai Bà Trưng Street and then take the second turning on the left. Đúng không? Cái này là ngã rẽ đầu tiên là first. Take the first. Còn đây sẽ là take the second. Take the second turning on the left. Chúng ta sẽ rẽ trái vào cái ngã rẽ thứ hai trên đường Nguyễn Du đúng không? Thì mình sẽ nói như sao? Take the second turning on the left into Nguyễn Du Street. Keep going straight. Và chúng ta tiếp tục đi thẳng. Và sau đó chúng ta sẽ thấy you will see the cathedral is on your right. Và chúng ta sẽ thấy cái nhà thờ Đức Bà thì ở phía bên tay phải của bạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến cái địa điểm là Thống Nhất nhé. Giờ Thống Nhất mình đang ở đây đúng không? Next, go to Thống Nhất Palace. Go straight Nguyễn Du Street. And you will see Thống Nhất Palace on your right. Chúng ta cứ đi thẳng rồi chúng ta sẽ thấy Thống Nhất thì nó ở phía bên tay phải của chúng ta. Okay. Finally, bây giờ chúng ta sẽ quay về Sài Gòn Opera House, nhà hát Sài Gòn nhé. Rồi bây giờ từ Thống Nhất nha, chúng ta sẽ đi dọc đường Nguyễn Du trước đúng không? Đi dọc Nguyễn Du tôi nói như sao? Go along Nguyễn Du Street. Okay, go along Nguyễn Du Street. And then take the third turning on the right. Và chúng ta tới ngã rẽ thứ ba đúng không? Đây là ngã rẽ thứ nhất nè. Đây là ngã rẽ thứ hai. Và đây sẽ là ngã rẽ thứ ba. Take the third turning on the right. Chúng ta sẽ rẽ phải ở cái ngã rẽ thứ ba. Keep going straight on Đồng Khởi Street. Và chúng ta tiếp tục đi thẳng trên con đường Đồng Khởi. Chúng ta tiếp tục đi thẳng trên con đường Đồng Khởi. And Saigon Opera House is on your left. Và cái nhà hát Sài Gòn thì nó ở phía bên tay trái của chúng ta. Cross the street and you will be there. Let's start our tour in Ho Chi Minh City. We are in Hai Bà Trưng Street now. First, go to Saigon Natural Dam Cathedral. To get there, go straight along Hai Bà Trưng Street. Take the second turning on the left into Nguyễn Du Street. Keep going straight. And the cathedral is on your right. Next,
Go to Thống Nhất Palace. Go straight on Nguyễn Du Street. You will see Thống Nhất Palace on your right. Finally, go to Saigon Opera House. Go along Nguyễn Du Street. Then take the third turning on the right. Keep going straight on Đồng Khởi Street. And Saigon Opera is on your left. Cross the street and you will be there. We had new words. Chúng ta sẽ có một số từ mới. You have 1 minute to take note on your notebook. Bạn có một phút để ghi vào vở nhé. Okay, the next one. 5. Now present your audio guide to your class. 5. Now present your audio guide to your class. Tức là bây giờ mình sẽ trình bày cái bài hướng dẫn của mình trước lớp. Ok, thì cái này là các bạn sẽ thực hành ở lớp của mình nhé. Ok, we stop here. Chúng ta kết thúc bài học ở đây. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye bye.